Hello. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh vlog của mình. Sau một thời gian làm việc thì hiện tại gia đình, anh chị cũng như là bạn bè của mình rất muốn thấy được cuộc sống hiện tại của mình như thế nào. Vậy nên ngày hôm nay mình quyết định làm một kênh vlog để quay lại những khoảnh khắc, những điều thú vị xảy ra xung quanh mình, nơi tiểu bang mình đang sinh sống và làm việc. Và đây là video đầu tiên của mình, cho nên ngày hôm nay mình sẽ quyết định review những sản phẩm, những trang thiết bị mình trang bị để có thể quay video cũng như là edit video của mình. Đầu tiên là mình trang bị một gimbal M6 của Homehand. Sản phẩm này thì mình mua khoảng 170 đô. Và bây giờ thì mình chưa unbox luôn. Chút nữa mình sẽ unbox sản phẩm này và sử dụng nó để review những sản phẩm khác. Cái hộp khá là đẹp các bạn. Đây là cái hộp của nó. Chà, mình thích màu đen. Và đây là sản phẩm chính. Cái này thì nó có cảm biến AI ở đây các bạn. Và nó sẽ tự động phát hiện và quay theo mục tiêu. Và rất phù hợp với những người chỉ quay vlog một mình như mình. Đây thì nó có một cái càng ba chân để gắn vào đây, khá là nặng và chắc chắn. Mình không biết sản phẩm này có ở bên Việt Nam không. Cái hộp này có một hai dây Type-C, chắc đây là dây sạc. Đây là sản phẩm của dành cho chiếc điện thoại Android của mình. Và đây là sách hướng dẫn. Chắc mình sẽ đọc sơ qua sách hướng dẫn này và để kết nối, và chút nữa mình sẽ sử dụng này để review những sản phẩm khác. Ok, để mình kết nối với điện thoại của mình thử. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng mình đã kết nối được với chiếc gimbal này. Cũng khá là khó các bạn. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng sản phẩm này, cho nên là cũng mất một lúc thì mình mới kết nối cũng như là sử dụng được những cái chức năng của nó. Và kế tiếp thì đây là một chiếc micro lọc âm của Medesta. Sản phẩm này thì mình chỉ mua hơn 20 đô các bạn. Và hiện tại thì mình đang sử dụng nó để quay video này. Tiếp tiếp là cái điện thoại cá nhân của mình. Cái điện thoại Android này thì mình mua từ bên Việt Nam qua đây, mua khá lâu rồi, nhưng mà hiện tại thì đang sử dụng rất là tốt. Kế tiếp là một chiếc iPhone 14 và một chiếc iPhone 14 Pro. Cái hiện tại mình đang sử dụng để quay video này. Kế tiếp nữa là một chiếc PC. Chiếc này thì mình build để edit video. Này thì mình cái này mình build là Ryzen 7 và card là 3060 Ti. Này mình build khoảng hơn 1200 và một chiếc màn hình MSI khoảng 2.4 và tổng combo này khoảng 1400. Và kế tiếp nữa là một máy lọc không khí thế hệ thứ 5. Ở bên này khi mà mùa đông tới, thời tiết hanh khô cũng như là thiếu độ ẩm, cho nên mình đã nhanh trí build một chiếc máy lọc không khí thế hệ thứ 5 để bảo vệ sức khỏe. Và mình cũng không quên trang bị hai cái remote ở đây, cũng như là một vài cái chức năng lọc không khí ở đây. Thật ra, đây là toàn bộ những trang thiết bị mình trang bị để quay vlog cũng như là edit video. Nếu bạn nào biết những trang thiết bị tốt hơn, hãy comment xuống dưới. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ, đăng ký
để giúp mình có động lực làm những video tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.